Các bạn, xin chào các bạn đã lại với kênh Anh Công Nhân. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với game Ascend Wasteland game. Hiện tại mình đang làm cái quest gọi là Kung Fu nha, đánh nhau nha. Mình dừng lại nha. Mọi người thấy cái gì thấy là không? Game game đâu mà vào vào đảo đối kháng kìa. Đây, anh đi ra, anh mực dậy. Thế này. Mình chưa cần đánh nhiều là win rồi. Đấy, game này có rất là nhiều nhiệm vụ là. Thế thôi. Đấy, giờ mình đi tiếp nha. Cho âm thanh game lên một chút nha. Wow. Chơi nào, chưa kịp tới. Ôi là tiền, cần đồ thôi. Lưu lại cái nè, có quả dưới này. Nhặt tiền thôi. Ôi quá giờ một cái công cụ, trời ơi. Sao còn ít máu thế này? Có lẽ là không. Hy vọng là vượt qua được máu này. Máu còn ít quá.
Vô hồn. Game này nó đi huyền giờ quá. Trời ơi. Chà, úi trời, con to nhỉ. Màu trắng. Con nào đây nào. Toàn là tiền. Hết mana rồi. Không còn một bình mana nào cả, không biết sao đây. Trời ơi. Wow, phải có luôn. Mạnh như rồi xong nhiệm vụ cái hôm nay rồi. Level 17 rồi. Con gì ghê vậy? Con gì ghê vậy? Để mình nó đi không thấy đường luôn, con để mình đâu rồi ta? Và đồ khủng nhon nhon cho cả hệ khác.
gì đây nhỉ? Bọt trắng, bọt trắng. Đây thực sự gọi là bọt này, bọt của Atmos này. Wow, wow, wow. Cái gì sao tình quá. Ui. Cuối cùng cũng xong bọt này. Thôi đã không có vũ khí ngon rồi. Để kia ta sẽ chết. Hú hú. Đã mất một thằng đề rồi. Hết mẫu còn hai bình mana thôi. Mẫu à, scan được cái mặt cụ. À, bỏ thêm một cái bạc mới. À, ghê được ta. Nhìn giọng nhìn giá nhỉ. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thank you.